Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh Chuyện Tổng Hợp. Cuộc phỏng vấn với biên tập viên của Oda vào ngày 13 tháng 11 vừa qua đã tiết lộ One Piece thực sự có thể sẽ kết thúc sau 5 năm nữa. Tạp chí Oricon gần đây vừa phỏng vấn biên tập viên của Oda là Naito để nói về sự thành công của Stamp BD và tương lai của bộ truyện. Trong cuộc phỏng vấn này, Naito đã công bố rất nhiều điều thú vị liên quan đến tương lai của bộ truyện. Vì vậy, mình đã tổng hợp tất cả các nội dung chính từ cuộc phỏng vấn ở sau đây. Đầu tiên, biên tập viên bày tỏ niềm vui khi thấy thành công của Stamp BD trên toàn thế giới và rất nhiều người yêu thích nó. Anh ấy nói rằng rất thích buổi ra mắt tại Pháp do tập đoàn Moncovo tổ chức. Mọi người trong nhà hát bắt đầu hát bằng bản We Are, quen thuộc. Sự thành công ở Pháp cũng như thành công lớn mà nó có được ở Trung Quốc. Anh ta cảm thấy rằng Luffy đang trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Stamp BD cho Naito cảm giác gần giống như xem phần cuối của bộ truyện vậy. Naito nói rằng anh ta thậm chí đã khóc vì phấn khích khi bộ phim hoàn thành. Dù hơn 20 năm đã trôi qua, nhưng One Piece vẫn luôn là thỏi nam châm hút fan trên toàn thế giới. Movie One Piece Stamp BD đang là cái tên hot trong làng phim chiếu rạp hiện nay. Dù khởi chiếu từ ngày 9 tháng 8 tại Nhật Bản, nhưng đến bây giờ bộ phim vẫn giành được rất nhiều thành công khiến các fan phải ngỡ ngàng. Mới đây, Stamp BD còn lọt top 5 doanh thu trong tuần vừa qua trên toàn thế giới khi đạt hơn 21 triệu đô la. Đứng cạnh các bộ phim bom tấn là Maleficent, Joker, Gemini Man, Zombieland Double Tap sau màn ra mắt ấn tượng và hoành tráng tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, Stamp BD còn là bộ phim One Piece có doanh thu cao nhất lịch sử khi chính thức vượt mặt movie thứ 12, One Piece phim Z sau khi công chiếu tại đất nước tỷ dân. Movie One Piece Stamp BD hiện đã cán mốc 8 tỷ yên trên tổng doanh thu toàn cầu. Và chỉ sau chưa đầy 6 ngày công chiếu tại Trung Quốc thì Stamp BD đã công phá phòng vé tại thị trường tỷ dân này với các thành tích. Phim hoạt hình Nhật Bản có số lượng đặt vé trước đạt 100 triệu nhân dân tệ nhanh nhất lịch sử Trung Quốc. Hơn 4 triệu người ra rạp. Doanh thu trên 140 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 2 tỷ yên. Đưa tổng doanh thu toàn cầu vượt qua cả movie 12, phim Z và trở thành movie có doanh thu cao nhất thương hiệu One Piece. Ở Việt Nam, Stamp BD sẽ được công chiếu vào tháng 12 tới đây. Đây là những bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sức hút mãnh liệt của thương hiệu One Piece trong lòng công chúng dù đã hơn 20 năm trôi qua. Xin được nói thêm rằng, năm 2019 là năm kỷ niệm tròn 20 năm anime One Piece chính thức ra đời và hãng sản xuất đã ra mắt Stamp BD nhằm kỷ niệm cho sự kiện trọng đại này. Chính vì vậy, bộ movie lần này được đầu tư rất công phu và kỹ càng nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Naito cũng bật mí rằng một loạt những bí ẩn của One Piece sẽ được tiết lộ ở Wano này. Tại sao Oda tập trung vào quá khứ của Roger ở phần Wano này cùng với tiết lộ tiền thưởng của ông ta và quá khứ của ông ấy với Oden? Tất cả đều có lý do và sẽ được tiết lộ vào sắp tới. Vòng cung Wano sẽ gắn chặt với vòng cung cuối cùng của One Piece. Theo lời của biên tập viên, ông nói rằng vòng cung này sẽ đưa ra gợi ý chính về việc mà bản thân One Piece thật sự là gì. Sự khởi đầu của vòng cung Wano với cảnh Luffy bị mắc kẹt sau khi rơi vào vòng xoáy và gặp Zoro lần đầu tiên sau một thời gian xa cách. Cảnh này cố ý gợi lên nỗi nhớ về phần đầu của bộ truyện và khiến nó có cảm giác như Luffy bắt đầu một cuộc hành trình mới ở Wano này. Nó được tạo ra một cách có chủ đích để song song với phần đầu của bộ truyện như một khởi đầu mới, giống như một sự khởi động lại để thu hút fan đã bỏ xem bộ truyện này. Biên tập viên của Oda khuyên những người đã ngừng đọc nên đọc lại và nên bắt đầu ở Vol 91, bỏ đi những phần trước cũng được để theo kịp các chapter mới nhất. Bởi vì sắp tới đây sẽ rất nhiều bí mật được công bố và nó chắc chắn sẽ làm rúng động cộng đồng One Piece. Anh ấy tuyên bố rằng One Piece thật sự sắp kết thúc, vì vậy fan hãy chuẩn bị từ bây giờ để tận hưởng những điều tuyệt vời nhất từ bộ truyện. Biên tập viên thừa nhận rằng lúc đầu anh ta cũng hoài nghi về tuyên bố One Piece sẽ kết thúc trong vòng 5 năm của Oda. Nhưng khi nhìn thấy nhịp độ của Wano đang diễn ra, anh ta tin rằng nó thật sự sẽ kết thúc sau 5 năm. Thế là kết thúc cuộc phỏng vấn. Cảm nhận của mình khi nghe những tin tức này là hơi chán nản, nhưng đồng thời mình cảm thấy có nhiều động lực hơn để thưởng thức One Piece và toàn bộ cuộc sống. Ở One Piece, ta cảm thấy những đam mê chinh phục lẽ sống đến tận cùng cháy bỏng, ta học được bài học về tình đồng đội sâu sắc và thấy cả những vật tưởng chừng vô tri vô giác cũng thấm đẫm tình người. Sức nóng lan tỏa của bộ phim ngày càng rộng khắp thế giới khi những tình tiết kịch tính của phim đang ngày càng hấp dẫn. Hiếm có một bộ truyện nào lại mang đến cho người đọc, người xem những tiếng cười thoải mái mà đầy ý nghĩ sâu sắc như vậy. So với rất nhiều bộ manga khác, One Piece nắm được tinh thần của các cuộc phiêu lưu, điều mà đa số người trưởng thành hướng tới. Thế giới chúng ta sống là tập hợp của vô vàn thách thức. Chúng ta không bao giờ hài lòng với những thứ nhất định và luôn cố gắng để vươn tới tầm cao mới.
Định nghĩa của mỗi người về phiêu lưu rất khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm nó ở mọi hình dạng và cách thức trong cuộc sống. Đồng thời, One Piece còn dành một sự trân trọng tuyệt vời cho thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời, điều đang mất dần trong thời đại hậu công nghiệp ngày nay. Điều mà mỗi người nên trải nghiệm bởi hòa mình với thiên nhiên sẽ dạy cho chúng ta nhiều điều về chính bản thân và thế giới này. Trên thực tế, khi bắt đầu, ai trong chúng ta cũng cần có trong mình một ước mơ. Tuy nhiên, ước mơ đó có đủ lớn đến mức thôi thúc hành động quyết liệt và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho chính ta hay không lại là vấn đề khác. Luôn giữ trong mình nhiệt huyết và một niềm tin vào tương lai sẽ giúp bạn tự tin vào những bước đi của mình. Một câu nói rất hay của Zoro mà mình luôn nhớ, đó là: khi tôi đã quyết định con đường cho mình, kẻ được nói tôi ngu ngốc chỉ có bản thân tôi mà thôi. Bài học về nuôi dưỡng và chinh phục ước mơ mình chưa bao giờ học được rõ ràng qua sách vở, nhưng nó đã trở nên thật dễ dàng từ khi mình có One Piece. Chúng ta cũng hãy sống như họ, hãy nỗ lực vì những ước mơ và hãy trưởng thành theo cách của riêng bạn.